người dân đổ xô mua sản phẩm giảm lo âu mùa dịch, hàng loạt mẫu smartphone, smartwatch giảm giá mạnh, giá thực phẩm leo thang trong mùa dịch Covid-19, các loại hải sản đua nhau giảm giá sốc, nhãn sông Mã ế ẩm không có người mua. Với việc giãn cách kéo dài, nhu cầu tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần đang tăng cao trong mùa dịch. Các sản phẩm hỗ trợ giảm căng thẳng, lo âu như nến thơm, đèn trị liệu, sách tô màu, máy massage, trà thảo mộc, tinh dầu đang được tìm nhiều hơn. Trong đó, sản phẩm nến thơm được quan tâm nhiều nhất, với lượt tìm kiếm tăng 481% so với cùng kỳ 2019 và tăng 142% so với năm 2020. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đại dịch gây khủng hoảng đến sức khỏe tinh thần của người dân theo nhiều cách khác nhau, từ nỗi lo lắng bị nhiễm bệnh, tác động tâm lý khi giãn cách xã hội đến sự căng thẳng liên quan đến tài chính như thất nghiệp và liên kết xã hội. Do vậy, xu hướng tìm mua các sản phẩm, dịch vụ để trị liệu tinh thần cũng là điều dễ hiểu. Xu hướng tiêu dùng này không chỉ ghi nhận ở Việt Nam mà cũng phát triển mạnh tại các quốc gia lân cận. Tình hình kinh doanh thiết bị di động gặp nhiều khó khăn trong mùa dịch. Vì thế, một số cửa hàng đã điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu smartphone, smartwatch nhằm thu hút người dùng mua sắm. Đơn cử như Samsung Galaxy S20 FE chính hãng phiên bản dùng chip Snapdragon 865 được lên kệ tại Việt Nam vào giữa tháng 5 với giá 15,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, một số cửa hàng bán model này chỉ với giá 10,9 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng hơn 3 tháng, mẫu smartphone của Samsung đã giảm đến 4,6 triệu đồng. Poco F3 chính hãng ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3, giá 10 triệu đồng nhưng hiện tại, sản phẩm được giảm còn 8,3 triệu đồng. Hay Oppo Find X3 Pro chính hãng đang được bán với giá 24 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với trước. Các mẫu smartwatch tuy cũng được giảm giá nhưng không nhiều. Samsung Galaxy Watch 3 LTE 45mm chính hãng được giảm 500.000 đồng, còn 6 triệu đồng. Hay Huawei Watch GT2 chính hãng cũng được giảm 500.000 đồng còn 3,8 triệu đồng. Giá cả hàng hóa tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh tại Hà Nội đang tăng mạnh trong thời gian giãn cách xã hội. Cụ thể, các loại rau xanh đều tăng giá chóng mặt so với trước. Rau muống từ 5.000 đồng một bó tăng lên 15.000 đồng một bó. Rau cải từ 4.000 đồng lên 7.000 đồng một bó. Rau mùng tơi từ 4.000 tăng lên 6.000 đồng một bó. Bí xanh từ 20.000 đồng 1kg hiện đã có giá 28.000 đồng 1kg. Các loại hoa quả cũng tăng giá mạnh như cam sành khoảng 1 tuần trước có giá 38.000 đồng 1kg thì nay tăng lên 50.000 đồng 1kg, ổi từ 15.000 đồng 1kg tăng lên 20.000 đồng 1kg, dứa từ 10.000 đồng một quả lên 20.000 đồng một quả. Không riêng gì rau xanh, giá thịt lợn, thịt gà cũng tăng. Thịt lợn tăng từ 130.000 đồng 1kg lên 150.000 đến 160.000 đồng 1kg, gà sống, nguyên lông. Từ 110.000 đồng 1kg lên 120 đến 130.000 đồng 1kg. Một số tiểu thương cho biết, do một số chợ đầu mối ở Hà Nội như chợ đầu mối phía Nam, chợ Long Biên bị đóng cửa liên quan đến dịch bệnh nên nguồn hàng nhập về gặp khó khăn. Các tiểu thương phải tìm nguồn hàng mới nhập về khiến giá bị đẩy lên cao. Từ hải sản bình dân đến các loại hải sản nhập khẩu, hạng sang đều đang được bán với giá vô cùng hấp dẫn, giảm từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng 1kg thế nhưng vẫn vắng khách mua. Trên thị trường, các loại hải sản đều đang giảm giá từ 20.000 đến 50.000 đồng 1kg. Trong đó, giảm mạnh nhất là cua biển, loại 4 đến 6 con 1kg chỉ còn từ khoảng 250.000 đến 390.000 đồng 1kg, tùy size và loại cua. Không chỉ các mặt hàng hải sản bình dân, các loại hải sản hạng sang cũng đang giảm giá mạnh từ 10 đến 30%. Cụ thể, tôm hùm tươi Alaska size 2 con 1kg được bán với giá 349.000 đồng một con, bào ngư 30.000 đồng một con. Tuy nhiên, những người bán đều cho biết lượng mua giảm rất nhiều so với trước đây, sức mua chỉ còn khoảng 1/3, thậm chí có nơi chỉ bán cho người quen biết hoặc khách phải đặt trước rồi mới nhập hàng về. Sông Mã là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La với 7.286 ha, sản lượng ước đạt khoảng trên 60.000 tấn. Đa phần nhãn tại đây đều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, một số vùng được cấp mã xuất khẩu đi Úc, EU, Mỹ, Trung Quốc. Nhãn sông Mã, Sơn La được nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao vì vậy luôn bán được giá từ 20 đến 30.000 đồng 1kg. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh mua bán tấp nập của hàng trăm thương lái đổ về thu mua nhãn như mọi năm, năm nay, nhiều hộ dân trồng nhãn tại huyện Sông Mã, Sơn La đang rơi vào tình trạng nhãn chín đầy vườn vẫn không có người mua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của Covid-19 khiến việc tiêu thụ nhãn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Thương lái chỉ thu mua cầm chừng khiến giá nhãn rớt xuống chỉ còn từ 7.000 đến 8.000 đồng 1kg.
Thậm chí, nhiều hộ gia đình trồng nhãn còn không có người đến hỏi mua. Trước tình thế này, huyện Sông Mã đã chủ động phương án xây thêm lò sấy để chế biến long nhãn nhằm giảm áp lực trong việc tiêu thụ quả tươi.